Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với chuyên mục review của kênh V Channel của mình. Thì hôm nay trên tay mình đây là một chiếc điện thoại thuộc hãng Oppo. Thì hãng Oppo là một hãng điện thoại cũng khá là quen thuộc đối với chúng ta hiện nay rồi đúng không các bạn? Thì như mình nói, Oppo đã rất là quen thuộc rồi. Thì trên tay mình hiện giờ đây là một chiếc điện thoại thuộc hàng cao cấp nhất của dòng Apple này, đó chính là chiếc Oppo F3 Plus. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở hộp và cùng kiểm tra xem trong chiếc điện thoại này sẽ có những cái gì. Thì trên từ xưa tới nay thì Oppo là sử dụng thường là những cái màu sắc hơi rực rỡ như là màu vàng, màu hồng cũng như là màu đỏ. Thì bây giờ đối với F3 Plus này thì Oppo cho thêm ra màu đen nhám để bắt kịp xu thế với những dòng gọi là có cái màu sắc sang trọng hơn. Bây giờ các bạn sẽ cùng mình khám phá xem bên trong chiếc hộp điện thoại này sẽ có những cái gì nhé, đi kèm theo chiếc điện thoại. Đây là chiếc điện thoại Oppo F3 Plus. Lấy nó ra thử. Ý cái điện thoại chính là một cây chọc SIM. Ngoài ra chúng ta còn có thêm đây là một cái cốc sạc chính hãng Oppo, dây sạc và tai nghe. Oppo. Rồi, khá là đầy đủ. Thì tất cả những cái gì dụng cụ mình cần đều có ở đây hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tới chiếc máy. Sau khi chúng ta quan sát phụ kiện của máy rồi, giờ mình sẽ đi tới chiếc máy. Thì chiếc máy này có màn hình là 6 inch. Màn hình 6 inch. Màn hình tràn viền, rất là đẹp. Ở đây thì máy có dual camera selfie. Đây, camera có thể xoay được 120 độ, rất là tốt. Chiếc máy này có RAM là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB, rất là mạnh. Ngoài ra chiếc máy này còn sử dụng chip là Snapdragon. Snapdragon thì mình nhớ là hình như là 653 phải, 8 nhân, 64 bit, mạnh hơn hẳn so với thằng Oppo F5. Mặc dù Apple F5 thì các bạn biết nó là RAM 6GB, nhưng giá tiền nó thấp hơn con này là bởi vì con chip. Tại vì chip MediaTek của con Oppo F5 không thể bằng được con chip Snapdragon 653 của con này được. Con này xử lý nó nhanh hơn rất là nhiều. Nếu ví dụ nếu tính chỉ tính theo chip thôi là vậy. Ngoài ra theo mình biết thì con máy này còn được tích hợp một loại sạc nhanh của riêng dòng Oppo, đó là loại sạc mà VOOC. Thì còn nhanh hơn cái fast charger của cái dòng Samsung nữa. Với điều kiện là các bạn phải dùng cục sạc zin của nó, cục sạc và đứt sạc của nó. Một lát mình sẽ test thử cho các bạn. Nhưng theo mình nhớ thì lần trước mình đã có test thử một con thì trong vòng 15 phút có thể sạc đầy lên tới 30-40%, rất là nhanh. Ngoài ra thì cáp sạc, đây mình để rồi, cáp sạc của chiếc Oppo F3 này vẫn chưa phải là cáp cao cấp nhất, là cáp Type-C mới bây giờ, vẫn không đi kịp theo tiến độ của các Android bây giờ, mà vẫn xài là cổng micro USB. Mình không biết có nên gọi đây là một điểm trừ không nữa. Ngoài ra thì nút home với lại nút âm lượng thì vẫn thiết kế như bình thường. À không, đây nút nguồn. Riêng nút home thì nút home của máy là nút home cảm ứng chứ không phải nút home vật lý, có tích hợp vân tay, đúng rồi. Không phải nút home vật lý nhé các bạn, đây là nút home cảm ứng. Thì bây giờ mình sẽ đi thử vào, đi sâu một tí vào một số các ứng dụng để xem cái tốc độ xử lý của chiếc máy này ra sao nhé các bạn. A few moments later. Sau khi kích hoạt máy lên thì mình cũng đã tải một số ứng dụng nhẹ nhẹ để có gì mình sẽ test cho các bạn xem thử cái tốc độ xử lý của chiếc máy này. Chỉ là số game thôi nha, không có nặng nhẹ gì đâu, nói vậy thôi chứ nó cũng chỉ là một số cơ bản thôi. Thì sau khi các bạn kích hoạt máy lên thì giao diện của máy sẽ là có sẵn các bạn những cái app cơ bản và có cả Facebook và Instagram. Mình chỉ tải thêm ở đây là số game như vậy thôi, giống như là Aro, Free Fire rồi. Giờ mình sẽ vào thử để xem về độ mượt mà cũng như là game như thế nào. Tương đối mượt.
Đâu mình thử xem qua game cái khác nào. Tại cũng khá là nhanh. Thì như mình đã nói với con chip Snapdragon 653 thì đối với những game này thì nó xử lý rất là dễ dàng thôi, không có gì quá khó khăn đối với những máy này. Thì ở đây mình cũng có tải thêm một cái app là app VTVGO. Vì cũng theo dịp sự kiện này thì khi các bạn sử dụng app này các bạn có thể xem trực tiếp được kênh VTV, cũng như là các bạn có thể dễ dàng theo dõi trận chung kết bóng đá Việt Nam vào thứ bảy này. App này cũng rất là tiện nha các bạn. Như vậy là vừa rồi mình cũng đã giới thiệu xong cho các bạn chiếc điện thoại cao cấp nhất của dòng điện thoại Apple này, đó là dòng Apple S3 Plus. Thì với chiếc điện thoại này thì tính năng của nó thì các bạn thấy mình kiểm tra từ trước vẫn rất là ổn, tương đối mạnh trong khâu xử lý hình ảnh. Và đặc biệt điểm mà mình nhấn mạnh là gọi là tốt nhất của chiếc máy này đó là về camera selfie, đó là điều từ trước tới nay Apple luôn làm rất là tốt. Bên cạnh đó thì cái hệ thống sạc nhanh VOOC đi kèm với cái sạc chính gốc của nó cũng cực kỳ nhanh, như mình đã thử test thì chỉ trong vòng khoảng 15 phút có thể sạc lên được tới 40 tới 50%. Thì bây giờ sau khi mình để giới thiệu đến cho các bạn, coi như là mình đưa ra thêm được một sự lựa chọn cho các bạn trong cái dòng điện thoại từ giá từ tầm này trở xuống, thì các bạn có thể cân nhắc. Nếu các bạn thấy clip này có thể giúp ích được cho bạn trong việc tìm được sản phẩm ưng ý thì các bạn hãy like, share, subscribe cho kênh V Channel của mình nhé. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn.